tuyển tập bài đọc diễn cảm về lời Đức Chúa Trời toàn năng. Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời và chính Đức Chúa Trời. 1. Để hiểu được tâm tính Đức Chúa Trời và chính Đức Chúa Trời, các ngươi phải bắt đầu từ việc nhỏ. Nhưng bắt đầu từ việc nhỏ ở đâu? Để mở đầu, ta đã chọn một số chương từ Kinh Thánh. Thông tin bên dưới chứa các câu Kinh Thánh, toàn bộ đều liên quan đến chủ đề công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời và chính Đức Chúa Trời. Ta tìm chính xác những đoạn trích này làm tài liệu tham khảo để giúp các ngươi biết công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời và chính Đức Chúa Trời. Bằng cách chia sẻ chúng, chúng ta sẽ có thể thấy Đức Chúa Trời đã tỏ lộ dạng tâm tính nào thông qua công tác trước đây của Ngài và những khía cạnh nào của thực chất Ngài mà con người không biết. Những chương này có thể đã cũ, nhưng đề tài mà chúng ta đang thông công là điều mới mẻ mà con người không có và chưa bao giờ nghe qua. Một số người trong các ngươi có thể thấy không thể hiểu được. Chẳng phải việc đưa ra Adam, Eva và quay lại với Noe sẽ là truy lại những bước y như cũ sao? Cho dù các ngươi nghĩ gì, những chương này rất bổ ích cho việc thông công về đề tài này và có thể đóng thân phận như tài liệu giáo lý hay tài liệu cơ bản cho buổi thông công hôm nay. Vào lúc ta hoàn tất buổi thông công này, các ngươi sẽ hiểu những ý định của ta đằng sau việc chọn các chương này. Những ai đã đọc Kinh Thánh trước đây có thể đã đọc vài câu này, nhưng có thể đã không thật sự hiểu chúng. Trước tiên, chúng ta hãy ôm nhanh lại, sau đó xem xét chi tiết từng câu một trong buổi thông công của chúng ta. Adam và Eva là tổ phụ của nhân loại. Nếu chúng ta muốn đề cập đến các nhân vật từ Kinh Thánh, thì chúng ta phải bắt đầu với hai người họ. Tiếp theo là Noe, tổ phụ thứ hai của nhân loại. Ai là tổ phụ thứ ba? Abraham. Tất cả các ngươi đều biết câu chuyện về Abraham chứ? Một số người trong các ngươi có thể biết, nhưng đối với những người khác thì có thể không rõ ràng cho lắm. Ai là nhân vật thứ tư? Ai được đề cập trong câu chuyện về sự hủy diệt Sodom? Lot. Nhưng Lot không được đề cập ở đây. Nó ám chỉ ai? Abraham. Điều chính yếu được đề cập trong câu chuyện của Abraham là điều Jehovah Đức Chúa Trời đã phán. Các ngươi có thấy điều đó không? Ai là nhân vật thứ năm? Job. Chẳng phải Đức Chúa Trời đề cập nhiều đến câu chuyện của Job trong giai đoạn hiện tại này của công tác của Ngài sao? Vậy các ngươi có quan tâm rất nhiều về câu chuyện này không? Nếu các ngươi có quan tâm rất nhiều, các ngươi đã đọc kỹ câu chuyện về Job trong Kinh Thánh chưa? Các ngươi có biết Job đã nói những gì không? Và ông đã làm những gì không? Đối với những người đã đọc nhiều nhất trong các ngươi đã đọc nó bao nhiêu lần? Các ngươi có đọc nó thường xuyên không? Các chị đến từ Hồng Kông, xin cho chúng tôi biết. Trước đây tôi đọc hai lần khi chúng ta ở trong thời đại ân điển. Ngươi không đọc lại kể từ đó ư? Thật đáng tiếc. Ta bảo các ngươi, trong giai đoạn này của công tác của Đức Chúa Trời, Ngài đã đề cập đến Job nhiều lần. Đây là một sự phản ánh những ý định của Ngài. Việc Ngài đã đề cập Job nhiều lần nhưng lại chẳng gợi lên được sự chú ý của các ngươi là bằng chứng cho một thực tế. Các ngươi không quan tâm đến việc làm người tốt và người kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác.
Điều này là vì các ngươi thỏa mãn với việc chỉ có ý tưởng sơ bộ về câu chuyện của Gióp mà Đức Chúa Trời đã dẫn ra. Các ngươi hài lòng với sự hiểu biết đơn thuần về bản thân câu chuyện, nhưng các ngươi không quan tâm và không cố gắng hiểu những chi tiết của việc Gióp là ai và mục đích đằng sau lý do Đức Chúa Trời đề cập Gióp ở nhiều dịp như vậy. Nếu một người được Đức Chúa Trời khen ngợi như thế lại không khiến các ngươi quan tâm, vậy thì chính xác là các ngươi đang chú ý đến điều gì? Nếu các ngươi không quan tâm hay cố gắng hiểu một người quan trọng như thế mà Đức Chúa Trời đã đề cập, thì điều đó có thể nói lên điều gì về thái độ của các ngươi đối với lời Đức Chúa Trời? Chẳng phải sẽ là thật đáng trách sao? Chẳng phải nó sẽ chứng minh rằng đa số các ngươi không làm những điều thực tế hay theo đuổi lẽ thật sao? Nếu ngươi có theo đuổi lẽ thật, ngươi sẽ có sự chú ý tất yếu tới những người mà Đức Chúa Trời chấp thuận và những câu chuyện về các nhân vật mà Đức Chúa Trời đã nói đến. Bất kể ngươi có thể sống theo họ hay thấy những câu chuyện của họ rõ ràng hay không, ngươi sẽ sớm đi và đọc về họ. Cố gắng hiểu thấu họ, tìm cách noi gương họ và làm những gì ngươi có thể bằng khả năng tốt nhất của mình. Đây là cách ai đó khao khát lẽ thật phải hành động. Nhưng thực tế là hầu hết các ngươi đang ngồi đây đều chưa bao giờ đọc chuyện về Gióp, và điều đó khá là rõ ràng. Chúng ta hãy quay lại đề tài mà ta vừa thảo luận. Trong phần này của Kinh Thánh, liên quan đến thời đại luật pháp của Cựu Ước, ta đã quyết định tập trung vào những câu chuyện nhất định về các nhân vật mang tính đại diện cao mà hầu hết mọi người đã đọc Kinh Thánh đều quen thuộc. Bất kỳ ai đọc những câu chuyện về các nhân vật này đều sẽ có thể cảm thấy rằng công tác mà Đức Chúa Trời đã làm trên họ và những lời Đức Chúa Trời đã phán với họ cũng hữu hình và dễ tiếp cận ngang bằng đối với con người ngày nay. Khi ngươi đọc những câu chuyện này, những ghi chép từ Kinh Thánh, ngươi sẽ có thể hiểu rõ hơn về cách Đức Chúa Trời đã thực hiện công tác của Ngài và đã đối đãi với con người ở những thời đó trong lịch sử như thế nào. Nhưng nguyên nhân khiến ta quyết định thảo luận về những chương này hôm nay không phải là để ngươi cố tập trung vào chính những câu chuyện hay các nhân vật trong đó. Đúng hơn, đó là để ngươi có thể, thông qua các câu chuyện của những nhân vật này, cảm kích những việc làm của Đức Chúa Trời và tâm tính Ngài. Điều này sẽ cho phép các ngươi biết và hiểu Đức Chúa Trời dễ dàng hơn, thấy được phương diện thật của Ngài. Nó sẽ xua tan những sự suy đoán và quan niệm của ngươi về Ngài và giúp hướng ngươi ra khỏi đức tin bị bủa vây bởi sự mơ hồ. Trừ khi ngươi có một nền tảng vững chắc, việc cố gắng hiểu ý nghĩa của tâm tính Đức Chúa Trời và biết được chính Đức Chúa Trời thường có thể dẫn tới một cảm giác vô vọng, bất lực và bất định về cả việc bắt đầu từ đâu. Đây là điều đã thôi thúc ta phát triển một phương pháp và đường hướng có thể giúp ngươi hiểu Đức Chúa Trời rõ hơn, cảm kích ý muốn của Đức Chúa Trời một cách chân thật hơn, biết đến tâm tính của Đức Chúa Trời và chính Đức Chúa Trời, và để ngươi thật sự cảm nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời và cảm kích ý muốn của Ngài đối với nhân loại. Chẳng phải điều này là vì tất cả lợi ích của các ngươi sao? Bây giờ, khi các ngươi xem lại những câu chuyện và những phần này của Kinh Thánh, các ngươi cảm thấy gì trong lòng mình? Các ngươi có nghĩ những phần Kinh Thánh mà ta đã chọn là thừa thãi không? Ta phải nhấn mạnh lại điều ta vừa nói với các ngươi. Mục tiêu của việc bảo các ngươi đọc những câu chuyện về các nhân vật này là để giúp các ngươi thấy
Đức Chúa Trời làm công tác của Ngài trên con người như thế nào và hiểu rõ hơn về thái độ của Ngài đối với nhân loại. Điều gì sẽ giúp các ngươi đạt đến sự hiểu biết này? Hiểu công tác mà Đức Chúa Trời đã làm trong quá khứ và liên hệ nó với công tác mà Đức Chúa Trời đang làm ngay lúc này. Điều này sẽ giúp các ngươi cảm kích vô số các phương diện của Ngài. Vô số các phương diện này là có thật và phải được biết đến, được cảm kích bởi tất cả những ai ao ước được biết Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy bắt đầu với câu chuyện về Adam và Eva, mở đầu với một đoạn trích từ Kinh Thánh. 1. Adam và Eva. 1. Sự phán dạy của Đức Chúa Trời với Adam. Sách Sáng Thế chương 2, câu 15 đến câu 17. Jehovah Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. Rồi Jehovah Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Các ngươi góp nhặt được gì từ những câu này? Phần này của Kinh Thánh khiến các ngươi cảm thấy thế nào? Tại sao ta lại quyết định nói về sự phán dạy của Đức Chúa Trời với Adam? Mỗi người trong các ngươi giờ đây có hình tượng về Đức Chúa Trời và Adam trong trí mình không? Các ngươi có thể thử tưởng tượng, nếu các ngươi là người trong cảnh tượng đó, thì tận sâu thẳm, các ngươi nghĩ Đức Chúa Trời sẽ như thế nào? Việc suy nghĩ về điều này khiến các ngươi cảm thấy ra sao? Đây là một bức tranh cảm động và ấm lòng. Mặc dù chỉ có Đức Chúa Trời và con người trong đó, sự mật thiết giữa họ khiến người đầy cảm giác ngưỡng mộ. Tình yêu tràn đầy của Đức Chúa Trời được ban một cách tự do trên con người và vây lấy con người. Con người ngây thơ và tinh sạch, không vướng bận và vô tư, sống sung sướng dưới mắt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời thể hiện sự quan tâm đối với con người, trong khi con người thì sống dưới sự bảo vệ và phúc lành của Đức Chúa Trời. Mỗi một điều con người làm và nói đều liên kết chặt chẽ và không thể tách khỏi Đức Chúa Trời. Đây có thể được gọi là sự phán dạy đầu tiên của Đức Chúa Trời với con người sau khi tạo ra họ. Sự phán dạy này truyền đạt điều gì? Nó truyền đạt ý muốn của Đức Chúa Trời, nhưng cũng có cả những sự lo lắng của Ngài đối với nhân loại. Đây là sự phán dạy đầu tiên của Đức Chúa Trời, và cũng là lần đầu Đức Chúa Trời bày tỏ sự lo lắng đối với con người. Nói thế nghĩa là Đức Chúa Trời đã cảm thấy một trách nhiệm đối với con người kể từ thời khắc Ngài tạo ra họ. Trách nhiệm của Ngài là gì? Ngài phải bảo vệ, trông nom con người. Ngài hy vọng con người có thể tin cậy và vâng lời Ngài. Đây cũng là sự kỳ vọng đầu tiên của Đức Chúa Trời về con người. Chính với sự kỳ vọng này mà Đức Chúa Trời phán như sau: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Những lời đơn giản này đại diện cho ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng cũng tỏ lộ rằng, trong lòng Ngài, Đức Chúa Trời đã bắt đầu thể hiện sự quan tâm lo lắng đối với con người. Trong muôn vật, chỉ Adam được làm nên theo hình tượng của Đức Chúa Trời. Adam là sinh vật sống duy nhất với hơi thở sự sống của Đức Chúa Trời.
ông có thể đi dạo cùng Đức Chúa Trời, trò chuyện cùng Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời ban cho ông sự phán dạy này. Đức Chúa Trời đã nói rất rõ con người có thể và không thể làm gì trong sự phán dạy của Ngài. Trong vài lời đơn giản này, chúng ta thấy được lòng Đức Chúa Trời. Nhưng nỗi lòng nào được tỏ bày? Có tình yêu trong lòng Đức Chúa Trời không? Có sự quan tâm lo lắng không? Trong những câu này, tình yêu và sự quan tâm của Đức Chúa Trời không chỉ có thể được nhận thức rõ, mà còn có thể được cảm nhận một cách mật thiết. Các ngươi không đồng ý sao? Sau khi nghe ta nói điều này, các ngươi vẫn nghĩ rằng đây chỉ là vài lời đơn giản ư? Suy cho cùng thì chúng không đơn giản, phải không? Các ngươi có nhận biết về điều này trước kia không? Nếu Đức Chúa Trời đích thân nói với ngươi vài lời này, trong ngươi sẽ cảm thấy thế nào? Nếu ngươi không phải là một con người nhân đức, nếu lòng ngươi lạnh như băng, thì ngươi sẽ không cảm thấy gì. Ngươi sẽ không cảm kích tình yêu của Đức Chúa Trời, và ngươi sẽ không cố gắng hiểu lòng Đức Chúa Trời. Nhưng khi là một người có lương tâm và ý thức về nhân tính, ngươi sẽ cảm nhận khác. Ngươi sẽ cảm nhận sự ấm áp, ngươi sẽ cảm nhận được chăm sóc và yêu thương, và ngươi sẽ cảm thấy hạnh phúc. Điều đó không đúng sao? Khi ngươi cảm nhận những điều này, ngươi sẽ hành động thế nào với Đức Chúa Trời? Ngươi sẽ cảm thấy gắn bó với Đức Chúa Trời chứ? Ngươi sẽ yêu thương và kính trọng Đức Chúa Trời từ đáy lòng mình chứ? Lòng ngươi sẽ trở nên gần gũi hơn với Đức Chúa Trời chứ? Từ điều này, ngươi có thể thấy tình yêu của Đức Chúa Trời quan trọng với con người như thế nào. Nhưng điều thậm chí còn quan trọng hơn chính là sự cảm kích và thấu hiểu của con người đối với tình yêu của Đức Chúa Trời. Thực ra, chẳng phải Đức Chúa Trời nói rất nhiều điều tương tự trong giai đoạn công tác này của Ngài sao? Ngày nay, có những người cảm kích lòng Đức Chúa Trời không? Các ngươi có thể nắm bắt ý muốn của Đức Chúa Trời mà ta vừa nói đến không? Các ngươi không thể thật sự cảm kích ý muốn của Đức Chúa Trời khi nó cụ thể, hữu hình và thật như thế này. Đó là lý do tại sao ta nói các ngươi không có kiến thức và sự hiểu biết thật về Đức Chúa Trời. Điều này không thật sao? Nhưng lúc này thì chúng ta hãy tạm để đó. 2. Đức Chúa Trời tạo ra Eva. Sách Sáng Thế chương 2, câu 18 đến câu 20. Jehovah Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Jehovah Đức Chúa Trời lấy đất nắng nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam, đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao. Hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống đều thành tên riêng cho nó. Adam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng. Nhưng về phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Sách Sáng Thế chương 2, câu 22 đến câu 23. Jehovah Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ, đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng: Người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Có một dòng chính trong phần này của Kinh Thánh.
tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống đều thành tên riêng cho nó. Như vậy, ai đã đặt tên cho hết thảy các sinh vật sống? Đó là Adam, không phải Đức Chúa Trời. Dòng này nói với nhân loại một thực tế. Đức Chúa Trời đã ban cho con người trí thông minh khi Ngài tạo nên họ. Nói thế nghĩa là trí thông minh của con người đến từ Đức Chúa Trời. Điều này là chắc chắn. Nhưng tại sao? Sau khi Đức Chúa Trời tạo ra Adam, Adam có đi học không? Ông có biết đọc không? Sau khi Đức Chúa Trời tạo ra nhiều sinh vật sống khác nhau, Adam có nhận ra hết tất cả những sinh vật này không? Đức Chúa Trời có nói với ông tên của chúng là gì không? Dĩ nhiên, Đức Chúa Trời cũng không dạy ông cách nghĩ ra tên gọi cho các sinh vật này. Đó là sự thật. Vậy thì, làm thế nào Adam biết cách đặt tên cho những sinh vật này và đặt cho chúng những loại tên nào? Điều này liên quan đến câu hỏi về việc Đức Chúa Trời đã thêm điều gì vào Adam khi Ngài tạo ra ông. Những thực tế chứng tỏ rằng khi Đức Chúa Trời tạo ra con người, Ngài đã thêm trí thông minh của Ngài vào họ. Đây là một điểm then chốt, do đó hãy lắng nghe kỹ. Cũng có một điểm then chốt nữa mà các ngươi nên hiểu. Sau khi Adam đặt tên cho những sinh vật sống này, những cái tên này trở nên được thiết lập trong từ vựng của Đức Chúa Trời. Tại sao ta đề cập điều này? Bởi vì điều này cũng liên quan đến tâm tính của Đức Chúa Trời. Và đây là một điểm mà ta phải trình bày chi tiết thêm nữa. Đức Chúa Trời đã tạo ra con người, thổi sự sống vào họ và cũng cho họ chút trí thông minh của Ngài, những khả năng của Ngài, những gì liên quan đến việc Ngài có gì và là gì. Sau khi Đức Chúa Trời đã ban cho con người tất cả những điều này, con người có thể làm một số việc một cách độc lập và tự mình suy nghĩ. Nếu những gì con người đưa ra và thực hiện là tốt trong mắt Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời chấp nhận và không can thiệp. Nếu điều con người làm là đúng, Đức Chúa Trời sẽ để nó như thế. Vậy thì, cụm từ tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống đều thành tên riêng cho nó biểu thị điều gì? Nó biểu thị rằng Đức Chúa Trời đã không thấy cần phải thay đổi bất kỳ tên nào được đặt cho những sinh vật sống khác nhau. Bất cứ tên gì Adam gọi một sinh vật, Đức Chúa Trời cũng sẽ nói, vậy thì là tên đó, khẳng định tên của sinh vật. Đức Chúa Trời có bày tỏ bất kỳ ý kiến nào về chuyện này không? Không, Ngài hiển nhiên là không. Vậy thì, các ngươi góp nhặt được những gì từ đây? Đức Chúa Trời đã ban cho con người trí thông minh và con người đã dùng trí thông minh Đức Chúa Trời ban để làm mọi việc. Nếu điều con người làm là tích cực trong mắt Đức Chúa Trời, thì nó được khẳng định, công nhận và chấp nhận bởi Đức Chúa Trời mà không có bất kỳ sự phán xét hay phê bình nào. Đây là điều không con người hay quỷ dữ nào hay sa tăng có thể làm được. Các ngươi có thấy một sự mặc khải về tâm tính Đức Chúa Trời ở đây không? Liệu một con người, một người bại hoại hay sa tăng có cho phép bất kỳ ai khác làm gì đó trên danh nghĩa họ ngay trước mắt họ không? Dĩ nhiên là không. Liệu họ sẽ chiến đấu giành vị trí này với người hay thế lực khác với họ không? Dĩ nhiên họ sẽ như vậy. Nếu là một người bại hoại hay sa tăng ở cùng Adam vào lúc đó, họ hẳn sẽ bác bỏ điều Adam đang làm. Để chứng tỏ rằng họ có khả năng suy nghĩ độc lập
và có những sự hiểu biết sâu sắc, độc nhất riêng của mình, họ tuyệt đối sẽ phủ nhận mọi điều Adam đã làm. Ông muốn gọi nó thế này à? Tôi sẽ không gọi như vậy đâu. Tôi sẽ gọi nó thế kia. Ông gọi nó là Tom, nhưng tôi sẽ gọi nó là Harry. Tôi phải chứng tỏ mình thông minh như thế nào. Đây là dạng bản chất gì? Chẳng phải là kiêu ngạo một cách ngông cuồng sao? Và Đức Chúa Trời thì sao? Ngài có một tâm tính như thế không? Đức Chúa Trời đã có bất kỳ sự phản đối bất thường nào với những gì Adam làm không? Câu trả lời dứt khoát là không. Trong tâm tính mà Đức Chúa Trời tỏ lộ, không có chút dấu vết nào của tính thích tranh luận, kiêu ngạo hay tự nên công chính cả. Bấy nhiêu đó là rất rõ ràng ở đây. Điều này có lẽ dường như là một điểm nhỏ nhặt, nhưng nếu ngươi không hiểu thực chất của Đức Chúa Trời, nếu lòng ngươi không cố gắng tìm hiểu cách Đức Chúa Trời hành động và thái độ của Đức Chúa Trời là gì, thì ngươi sẽ không biết tâm tính Đức Chúa Trời hay thấy được sự bày tỏ và mặc khải về tâm tính của Đức Chúa Trời. Chẳng phải như vậy sao? Các ngươi có đồng ý với những gì ta vừa giải thích với các ngươi không? Đáp lại những hành động của Adam, Đức Chúa Trời đã không tuyên bố long trọng rằng: ngươi đã làm tốt lắm, ngươi đã làm đúng, và ta đồng ý. Tuy nhiên, trong lòng Ngài, Đức Chúa Trời đã chấp thuận, cảm kích và khen ngợi những gì Adam đã làm. Đây là điều đầu tiên kể từ khi tạo dựng mà con người đã thực hiện cho Đức Chúa Trời theo sự hướng dẫn của Ngài. Đó là điều con người đã làm thay cho Đức Chúa Trời và đại diện cho Ngài. Trong mắt Đức Chúa Trời, điều này nảy sinh từ trí thông minh mà Ngài đã ban trên con người. Đức Chúa Trời đã xem nó như một điều tốt, một điều tích cực. Những gì Adam đã làm vào lúc đó là biểu hiện đầu tiên của trí thông minh của Đức Chúa Trời nơi con người. Đó là một biểu hiện tốt từ quan điểm của Đức Chúa Trời. Điều ta muốn nói với các ngươi ở đây là mục tiêu của Đức Chúa Trời trong việc truyền đạt cho con người điều gì đó về việc Ngài có gì và là gì và về trí thông minh của Ngài là hầu cho nhân loại, có thể là sinh vật sống biểu hiện cho Ngài. Để cho một sinh vật sống như thế hành động thay cho Ngài chính là điều Đức Chúa Trời đã và đang mong mỏi được nhìn thấy. 3. Đức Chúa Trời làm áo bằng da thú cho Adam và Eva. Sách Sáng Thế chương 3 câu 20-21, Adam gọi vợ là Eva vì là mẹ của cả loài người. Jehovah Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng Adam và mặc lấy cho. Chúng ta hãy xem qua đoạn thứ ba này. Đoạn tuyên bố rằng quả thật có một ý nghĩa đằng sau tên gọi mà Adam đặt cho Eva. Điều này cho thấy rằng sau khi được tạo ra, Adam đã có những ý nghĩ của riêng ông và đã hiểu nhiều điều. Nhưng lúc này, chúng ta sẽ không nghiên cứu hay khám phá ông đã hiểu gì hay ông đã hiểu nhiều bao nhiêu, bởi vì đó không phải là mục đích chính của ta trong việc thảo luận đoạn thứ ba này. Như vậy, điểm chính mà ta muốn nêu bật là gì? Chúng ta hãy xem dòng: Jehovah Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng Adam và mặc lấy cho. Nếu chúng ta không thảo luận dòng này của Kinh Thánh trong buổi thông công hôm nay, các ngươi có thể không bao giờ nhận ra những ẩn ý sâu xa hơn của những lời này. Trước hết, để ta cho các ngươi một số gợi ý. Nếu các ngươi không phiền lòng, hãy tưởng tượng đến vườn Eden
với Adam và Eva sống trong đó. Đức Chúa Trời đến thăm họ, nhưng họ trốn đi bởi họ trần truồng. Đức Chúa Trời không thể thấy họ, và sau khi Ngài gọi họ, họ nói: "Chúng con không dám gặp Ngài bởi thân thể chúng con trần truồng." Họ không dám gặp Đức Chúa Trời bởi họ trần truồng. Như vậy, Jehovah Đức Chúa Trời làm gì cho họ? Văn bản gốc nói rằng, Jehovah Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng Adam và mặc lấy cho. Từ đây, các ngươi có hiểu Đức Chúa Trời đã dùng gì để làm áo cho họ không? Đức Chúa Trời đã dùng da thú để làm áo cho họ. Nói thế nghĩa là Đức Chúa Trời đã làm áo khoác lông thú cho con người mặc. Đây là những chiếc áo đầu tiên mà Đức Chúa Trời đã làm cho con người. Chiếc áo lông thú là một món đồ xa hoa theo tiêu chuẩn ngày nay và không phải là thứ ai cũng có điều kiện mặc. Nếu ai đó hỏi ngươi, chiếc áo đầu tiên tổ tiên chúng ta mặc là gì? Ngươi có thể trả lời, đó là chiếc áo khoác lông thú. Ai đã làm chiếc áo lông thú này? Khi ấy ngươi có thể đáp, Đức Chúa Trời đã làm ra nó. Đó là điểm chính ở đây. Chiếc áo này được làm ra bởi Đức Chúa Trời. Chẳng phải đó là điều đáng thảo luận sao? Sau khi nghe miêu tả của ta, trong trí các ngươi có hiện ra hình ảnh nào không? Chí ít là các ngươi nên có một sự phác họa sơ bộ. Mục đích nói với các ngươi hôm nay không phải là để các ngươi biết chiếc áo đầu tiên của con người là gì. Vậy thì điểm chính là gì? Điểm chính không phải là chiếc áo khoác lông thú, mà là cách con người bắt đầu biết, như được tỏ lộ bởi Đức Chúa Trời trong những gì Ngài đã làm ở đây. Tâm tính Ngài, Ngài có gì và Ngài là gì? Jehovah Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng Adam và mặc lấy cho. Trong khung cảnh này, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đóng dạng thân phận gì khi Ngài ở với Adam và Eva? Đức Chúa Trời tỏ hiện chính Ngài theo cách nào trong thế giới chỉ với hai con người này? Ngài có tỏ hiện chính Ngài trong thân phận của Đức Chúa Trời không? Các anh chị em từ Hồng Kông, xin mời trả lời. Trong thân phận của một bậc phụ huynh. Các anh chị em từ Hàn Quốc, các anh chị em nghĩ Đức Chúa Trời trông như có dạng thân phận nào? Gia trưởng. Các anh chị em từ Đài Loan nghĩ gì? Thân phận của một người trong gia đình Adam và Eva, thân phận của một thành viên gia đình. Một số người trong các ngươi nghĩ Đức Chúa Trời có vẻ như một thành viên gia đình của Adam và Eva, trong khi một số khác thì nói Đức Chúa Trời trông có vẻ là gia trưởng của gia đình, và những người khác thì nói như một bậc phụ huynh. Tất cả đều rất thích hợp. Nhưng các ngươi có thấy ta đang hướng đến điều gì không? Đức Chúa Trời đã tạo ra hai người này và đối đãi với họ như bạn đồng hành của Ngài. Là gia đình duy nhất của họ, Đức Chúa Trời đã trông nom cuộc sống của họ và chăm sóc những nhu cầu ăn, mặc và ở cho họ. Ở đây, Đức Chúa Trời tỏ ra như một bậc phụ huynh của Adam và Eva. Khi Đức Chúa Trời làm điều này, con người không thấy Đức Chúa Trời cao trọng như thế nào. Họ không thấy được quyền tối cao của Đức Chúa Trời, lẽ mầu nhiệm của Ngài, và đặc biệt không thấy sự thạnh nộ hay oai nghi của Ngài. Tất cả những gì họ thấy là sự khiêm nhường của Đức Chúa Trời, tình cảm của Ngài, sự quan tâm của Ngài đối với con người, cũng như trách nhiệm và sự chăm sóc của Ngài đối với họ. Thái độ và cách thức Đức Chúa Trời đối đãi với Adam và Eva
giống với cách những bậc cha mẹ thể hiện sự quan tâm với con cái mình. Nó cũng giống như cách cha mẹ yêu thương, trông nom và chăm sóc các con trai và con gái của họ, chân thật, rõ ràng và hữu hình. Thay vì nâng chính Ngài lên một vị trí cao và toàn năng, Đức Chúa Trời lại đích thân dùng da thú để làm áo cho con người. Chẳng quan trọng việc liệu chiếc áo khoác lông thú này được dùng để che đi sự e lệ của họ hay che chắn cho họ khỏi cái lạnh, mà điều quan trọng là chiếc áo dùng để che thân cho con người được đích thân Đức Chúa Trời tự tay làm. Thay vì đơn thuần hô biến ra chiếc áo hay dùng cách thần diệu nào đó, như con người có thể tưởng tượng Đức Chúa Trời sẽ làm, Đức Chúa Trời lại chính thức làm điều mà con người nghĩ Đức Chúa Trời sẽ không và không nên làm. Điều này có lẽ dường như là một thứ không đáng kể. Một số người có lẽ thậm chí không nghĩ rằng nó đáng đề cập đến. Nhưng nó cho phép bất kỳ ai theo Đức Chúa Trời mà lại bị ngăn trở bởi những khái niệm mơ hồ về Ngài có được hiểu biết sâu sắc về sự chân thật và đáng mến của Ngài, thấy được sự tận tụy và khiêm nhường của Ngài. Nó làm cho những kẻ kiêu ngạo một cách không thể chịu được, nghĩ mình cao trọng và phi thường, phải cúi cái đầu đầy tự phụ của mình trong hổ thẹn khi đối diện với sự chân thật và khiêm nhường của Đức Chúa Trời. Ở đây, sự chân thật và khiêm nhường của Đức Chúa Trời càng cho phép con người thấy Ngài đáng mến như thế nào. Trái lại, Đức Chúa Trời bao la, Đức Chúa Trời đáng mến, và Đức Chúa Trời có quyền tuyệt đối mà con người giữ trong lòng đã trở nên tầm thường và xấu xí, và mong manh dễ sụp đổ. Khi người thấy câu này và nghe câu chuyện này, người có xem thường Đức Chúa Trời bởi Ngài đã làm một điều như thế không? Một số người có thể như vậy, nhưng những người khác thì sẽ có phản ứng ngược lại. Họ sẽ nghĩ Đức Chúa Trời chân thật và đáng mến, và chính sự chân thật và đáng mến của Đức Chúa Trời đã khiến họ cảm động. Càng thấy phương diện thật của Đức Chúa Trời, họ càng cảm kích sự hiện hữu thật của tình yêu của Đức Chúa Trời, tầm quan trọng của Đức Chúa Trời trong lòng họ và cách Ngài đứng bên cạnh họ trong mọi khoảnh khắc. Bây giờ, chúng ta hãy liên hệ những thảo luận của chúng ta với hiện tại. Nếu Đức Chúa Trời có thể làm đủ loại những điều nhỏ nhặt này cho con người mà Ngài đã tạo ngay từ đầu, thậm chí những điều mà con người không bao giờ dám nghĩ tới hay kỳ vọng, vậy thì Đức Chúa Trời có thể làm những điều như thế với con người ngày nay không? Một số người nói có. Tại sao lại như vậy? Bởi vì thực chất của Đức Chúa Trời không ngụy tạo, và sự đáng mến của Ngài không ngụy tạo. Thực chất của Đức Chúa Trời thật sự tồn tại và không phải là điều được những người khác thêm vào, và hiển nhiên không phải là điều có thể thay đổi theo thời gian, nơi chốn và kỷ nguyên khác nhau. Sự chân thật và đáng mến của Đức Chúa Trời có thể thật sự được tỏ rõ bằng cách duy nhất là làm điều gì đó mà con người nghĩ là không đáng kể và không quan trọng. Điều gì đó thật tầm thường đến nỗi con người thậm chí không nghĩ Ngài có bao giờ làm tới. Đức Chúa Trời không tỏ ra đạo mạo, không có sự phóng đại, trá hình, tự cao hay kiêu ngạo trong tâm tính và thực chất của Ngài. Ngài không bao giờ huênh hoang, mà thay vào đó là yêu thương, thể hiện sự quan tâm, trông nom và dẫn dắt với sự tận tụy và chân thành với nhân loại mà Ngài đã tạo nên. Cho dù con người có thể cảm kích, cảm nhận
hay nhìn thấy những việc Đức Chúa Trời làm ít ỏi như thế nào, Ngài chắc chắn cũng đang làm. Liệu việc biết rằng Đức Chúa Trời có một thực chất như thế có ảnh hưởng đến tình yêu của con người đối với Ngài không? Liệu nó có ảnh hưởng đến sự kính sợ của họ với Đức Chúa Trời không? Ta hy vọng khi ngươi hiểu phương diện thật của Đức Chúa Trời, ngươi sẽ càng trở nên gần gũi với Ngài hơn và có thể thật sự cảm kích tình yêu và sự chăm sóc của Ngài với nhân loại hơn, cũng như có thể dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời và được giải cứu khỏi những sự ngờ vực và hoài nghi về Ngài. Đức Chúa Trời đang âm thầm làm mọi thứ cho con người, làm mọi thứ trong thầm lặng thông qua sự chân thành, tận tụy và tình yêu của Ngài. Nhưng Ngài chưa bao giờ có bất kỳ sự e sợ hay hối tiếc nào đối với bất kỳ điều gì Ngài làm. Ngài cũng không bao giờ cần bất kỳ ai đáp trả cho Ngài theo bất kỳ cách nào hay có ý định đạt lấy bất kỳ điều gì từ nhân loại. Mục đích duy nhất của mọi việc Ngài từng làm là để Ngài có thể nhận được đức tin và tình yêu thương đích thực của nhân loại. Và với điều đó, ta sẽ khép lại đề tài đầu tiên hôm nay. Những sự thảo luận này đã hữu ích cho các ngươi chưa? Chúng đã hữu ích như thế nào? Chúng tôi đã có nhiều sự hiểu biết và kiến thức về tình yêu của Đức Chúa Trời hơn. Phương pháp thông công này có thể giúp chúng tôi trong tương lai để cảm kích lời Đức Chúa Trời tốt hơn, thấu hiểu những xúc cảm mà Ngài đã có và những ý nghĩa đằng sau những điều Ngài đã phán khi Ngài phán dạy về chúng, và cảm nhận được những gì Ngài đã cảm thấy vào lúc đó. Có ai trong các ngươi nhận biết rõ ràng hơn về sự hiện hữu thực sự của Đức Chúa Trời sau khi đọc những lời này không? Các ngươi có cảm thấy sự hiện hữu của Đức Chúa Trời không còn trống rỗng hay mơ hồ không? Một khi các ngươi có được cảm giác này, các ngươi có thể cảm nhận rằng Đức Chúa Trời ở ngay bên cạnh các ngươi không? Có lẽ cảm giác không rõ ràng ngay lúc này, hoặc có lẽ các ngươi chưa thể cảm nhận được. Nhưng đến một ngày, khi thật sự có được sự cảm kích sâu sắc và kiến thức thật về tâm tính và thực chất của Đức Chúa Trời trong lòng các ngươi, ngươi sẽ cảm nhận rằng Đức Chúa Trời ở ngay bên cạnh ngươi. Ngươi chỉ là chưa bao giờ thật sự đón nhận Đức Chúa Trời vào lòng mình. Và đây là sự thật. Các ngươi nghĩ gì về phương pháp thông công này? Các ngươi có thể theo kịp không? Các ngươi có nghĩ kiểu thông công này về đề tài công tác của Đức Chúa Trời và tâm tính của Đức Chúa Trời là rất nặng nề không? Các ngươi cảm thấy thế nào? Rất hay, rất hào hứng. Điều gì làm các ngươi cảm thấy hay? Tại sao các ngươi hào hứng? Giống như trở về vườn Ê-đen, trở lại bên cạnh Đức Chúa Trời. Tâm tính Đức Chúa Trời thật ra là một đề tài khá xa lạ với mọi người, bởi vì những gì các ngươi thường tưởng tượng và những gì các ngươi đọc trong sách hay nghe trong những buổi thông công có xu hướng làm ngươi cảm thấy chút gì đó như thầy bói xem voi. Ngươi chỉ cảm nhận xung quanh bằng tay, chứ ngươi không thể thật sự hình dung bất cứ điều gì. Việc dò dẫm mò mẫm xung quanh không thể cho ngươi dù chỉ một sự hiểu biết sơ bộ về Đức Chúa Trời, huống chi một khái niệm rõ ràng về Ngài. Nó chỉ càng kích thích trí tưởng tượng của ngươi, ngăn trở ngươi định nghĩa chính xác tâm tính và thực chất của Đức Chúa Trời là gì. Và những sự bất định nảy sinh từ trí tưởng tượng của ngươi sẽ luôn khiến lòng ngươi đầy hoài nghi. Khi ngươi không thể chắc chắn về điều gì đó nhưng vẫn cố gắng để hiểu nó, sẽ luôn có những sự mâu thuẫn và xung đột trong lòng ngươi, và thậm chí một cảm giác nhiễu loạn khiến ngươi mất phương hướng và bối rối. Khi muốn tìm kiếm Đức Chúa Trời, muốn biết Đức Chúa Trời và muốn thấy rõ Ngài,
nhưng dường như lại không bao giờ có thể tìm được câu trả lời, thì chẳng phải là điều khổ sở sao? Dĩ nhiên, những lời này chỉ nhắm đến những ai khao khát tìm kiếm để tôn kính và đáp ứng Đức Chúa Trời một cách đầy kính sợ. Đối với những người không chú ý đến những việc đó, thì điều này thật sự không quan trọng, bởi vì điều họ hy vọng nhất chính là tính thực tế và sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, chỉ đơn thuần là một truyền thuyết hay sự tưởng tượng để họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, để họ có thể được to lớn nhất và quan trọng nhất, để họ có thể làm những việc ác mà không mang đến hậu quả, để họ sẽ không phải đối mặt với sự trừng phạt hay chịu bất kỳ trách nhiệm nào, và để ngay cả những điều Đức Chúa Trời phán về những kẻ làm điều ác cũng sẽ không áp dụng cho họ. Những người này không sẵn lòng thấu hiểu tâm tính của Đức Chúa Trời. Họ mệt mỏi và chán ngán việc cố gắng biết đến Đức Chúa Trời và mọi điều về Ngài. Họ thà rằng Đức Chúa Trời không tồn tại. Những người này chống đối Đức Chúa Trời, và họ nằm trong số những kẻ sẽ bị bỏ ra.